tính căn bậc 2 bằng cách thủ công. Theo công thức AD chia sẻ thì ta sẽ tìm một số có bình phương nhỏ nhất, nhỏ hơn 2, ở đây chỉ có 1 thôi. 1 2 chia đi 1 được 1 và 1 sẽ là đáp án đầu tiên này. 1 này. Ta cộng với 1 để được 2 này. 2 ở đây ta sẽ hạ hai số 0 đến sau 100 này. 100 này thì ta sẽ tìm số ở sau số 2 này để làm sao cho 20 mấy này nhân với số mà chúng ta tìm sẽ nhỏ hơn 100. Ta chỉ có số 4 thôi. Số 4 nhân với này 4 thì sẽ được 96. Như vậy 4 sẽ là đáp án thứ hai ở đây. Nhưng mà chúng ta đã vừa hạ hai số 0 để sau dấu phẩy nên đây phải là sau dấu phẩy. Chúng ta còn lại 4, tiếp tục hạ hai số 0 nữa, ta còn 400. 24 chúng ta cộng 14 để được 28. Ta sẽ tìm số nào đó ở sau số này, sau số 8 này, để được 28 nhân với số đó sẽ nhỏ hơn gần nhất với 400 thì chỉ có số 1 thôi. Số 1 thì ở đây trừ đi 281, chúng ta sẽ được là 911. Số 1 là đáp án tiếp theo này. 281 này cộng với 1 thì chúng ta sẽ được 282. 282 chúng ta hạ tiếp hai số 0 ở đây. Thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm cái số sau số 282 này, mà số này nhân với cái số mà chúng ta tìm sẽ nhỏ hơn gần nhất với 11.900. Thì chúng ta chỉ có là số 4 này, số 5 không được, số 4. 2824 nhân với 4 sẽ bằng 6 8 9 4 2 2 3 4 1 11 ở đây, trừ đi. Chúng ta còn được lại là 406. Như vậy 4 sẽ là đáp án tiếp theo ở đây. Tiếp tục 28 này cộng với nhau ta sẽ được 2828. Hạ tiếp hai số 0 ở đây. Và ta sẽ tìm một số nào đó, ở đây là 28.200 bao nhiêu đó nhân sẽ với một số nào đó nhỏ hơn 60.400. Sẽ làm số 2 này chắc chắn rồi. Số 2 như là đây. Sẽ con này về 6 này, 3 này, 8 này, 3 này. Rồi, vậy số 2 sẽ là đáp án tiếp theo ở đây. Tiếp tục 282 cộng 2 chúng ta sẽ được là 28284. Và chúng ta hạ tiếp hai số 0 ở đây. Chúng ta sẽ tìm số nào mà nhân với này, ta sẽ tìm một số nào ở dưới sau này là 282.800 bao nhiêu đó sẽ nhỏ hơn 383.000, số 1 thôi. Số 1 ở đây sẽ là trừ đi 282841. Ở đây sẽ là 9 này. 9. Ở đây sẽ là 5 này. Ở đây sẽ là 9 7 này. Ở đây là 0 này. 0 này. 1 này. Rồi, số 1 sẽ là đáp án tiếp theo. Rồi cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ có này 282 cộng 1 đây này. 8 4 2 hạ 2 số 0 xuống. Ta sẽ tìm một số đằng sau này, cho là 2.828.420 mấy này sẽ nhỏ hơn này. 10 triệu à? 10 triệu ở đây thì 4 này, 4, 4 không được. 3. Số 3. Ta sẽ tìm được số gì đó và đáp án sẽ là số 3. Rồi, vậy đây sẽ là đáp án của chúng ta.